Vì mà đang ngồi ở trên phía hàng rào của hai bên sới chọi để đảm bảo an toàn, thì mời đề nghị lực lượng hỗ trợ đề nghị xuống quan sát qua phía hàng rào của sới chọi để đảm bảo an toàn cho mình cũng như là các trận đấu diễn ra. Lúc này cửa đông nha, trụ số 17 trụ của ông Cường đã ra sân để quý vị cửa đông ra. Đây. Và lúc này bên phía cửa tây thì trụ của ông Cảnh. Đây, trâu sừng càng của ông Cảnh Minh Hưng đã ra. Lúc này ông Mạnh đang còn đưa trâu ra giữa sân luôn. Và lúc này hai trâu đã được ra. Đây, quý vị. Rồi, ok. Bắt đầu có hồ lao không hay không thì chúng ta bắt đầu chứng kiến. Trâu 18, 19. Trâu của ông Hùng nhá. Xin lỗi quý vị, đây là trâu ông Hùng. Trâu đen của ông Hùng. Gặp quân trích của ông Ba Phước. Đấy, 18 và 19, hai trâu. Đồng ý lực lượng trọng tài sẽ mời tất cả sau khi thả trâu ra thì mời vào khu vực phía an toàn trong khu vực sới. Đây là trâu đen của ông Hùng, đồng xoài. Đấy, bên phía cửa tây, còn đây cửa đông là trâu trích ông Ba Phước. Đây quý vị, lúc này hai trâu đang nhìn nhau, chưa có vấn đề gì. Đấy. Lúc này trâu của ông Ba Phước đã tiến gần. Trâu của ông Ba Phước là trâu của đội chủ nhà Hưng Hoàng. Trâu ông Hùng là đại diện cho Đồng Xoài, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước. Lúc này hai trâu đang thăm dò nhau, không dám manh động, chủ động tấn công. Liệu trâu nào sẽ là chủ động tấn công trước? Kính thưa quý vị, trận thứ hai của vòng chung kết lễ hội Đình Đền Hớn Quản năm nay, thời tiết rất mát mẻ và với một lễ hội thường niên hàng năm. Trận thứ hai lúc này giữa trâu Hùng Đồng Xoài và trâu Ba Phước Hớn Quản mang hai số 17 và 18. Rồi, chủ động trâu Hùng tấn công. Lao, hổ lao trâu Hùng, quánh luôn, quất luôn rồi quý vị. Quá hay, quất quất luôn. Sau một hồi suy nghĩ, trâu Hùng chủ động tấn công. Đấy, phải nói trâu Hùng phải nói rất mãnh liệt quý vị nhé. Đấy, sau một hồi suy nghĩ, không biết ông có đánh miếng gì, không biết ông lao luôn. Đó là hai trâu đang nhìn nhau. Đấy. Rút luôn. Hai con này có vẻ cân tải cân sức. Thank you.
Trâu đen nhỏ của Hùng đã chiến thắng vào trận giao hữu chiều qua. Hôm nay là đền lớn của Hùng tiếp tục đánh trận thứ hai. Trâu của Bảo Phước số 18 của lớn gọi. Hai ông này cũng không có miếng đánh gì sắc bén, nói chung bình thường. Đầu tiên thì mình vẫn nghiêng về phía của ông Hùng Ngọc Xoài, cái mình đang nghiêng. Cống hiến cho chúng ta một trận đấu rất hay. Cuối cùng số 44 đại diện Đồng Phú đã chiến thắng. Trâu của ông Trung Đồng Đơn. Và cuối cùng và tiếp tục trận thứ hai thì số 18 và 19 Hùng và trâu Bắc Phước. Ui giời, quá đẹp. Cố lên. Đề nghị khán giả cho tràng vỗ tay để cổ vũ hai ông trâu đi. Trận đấu lúc này là 8 phút. Đầu tiên, những giây phút đầu tiên thì trâu ông Hùng và trâu ông Ba Phước vào sân và thăm dò nhau. 3 phút thăm dò nhau. Thì trâu ông Hùng chủ động tấn công. Úi giời, úi giời. Chém trái, chém phải, chém phải, chém phải. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để đảm bảo an toàn thì các khán giả đang ngồi ở phía trên của hàng rào và đề nghị lực lượng bắt chơi khẩn trương. Đây rồi. Đây khán giả các phía trên của hàng rào xuất hiện để đảm bảo an toàn và đề nghị lực lượng bắt chơi khẩn trương. Sau 11 phút ghi nhau là cuối cùng cầu số 19 đã thua cho ông số 18, tức là cầu cầu đồng xoài đã thua. Và cầu số 18 của ông Ba Phước đã ghi thắng. Và đây nữa, để đảm bảo an toàn thì đề nghị các khán giả ở phía trên của hàng rào xuất hiện khẩn trương di chuyển ra phía bên ngoài của hàng rào, không có leo lên trên các cái hàng rào của xuất hiện rất là nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Những trận đấu rất hay. Và trong một cuộc chiến nào thì phải có kẻ thắng người thua. Và cuối cùng giành thắng đội là cầu thủ Việt Nam. Xin chúc mừng. Và lượt trận thứ hai thì châu số 18 đã giành chiến thắng chung cuộc trong lượt trận thứ hai trong buổi sáng hôm nay. Và đã chuẩn bị cho lượt trận thứ ba, châu số 81 của ông Gia Lai gặp châu 90, okay. Số 90. Và ngay sau khi khống chế các lực chủ châu đưa các con châu trong trận lượt thi đấu thứ